Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Ba Lan có thể hủy bỏ những hợp đồng vốn đã được ký kết từ chính quyền của trước. Đó là một trong những lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội của Ba Lan. Ba Lan, chính quyền sắp sửa diễn ra của Ba Lan, tức là sắp sửa nhận chức, cho biết là họ những cái hợp đồng mà cái đảng cầm quyền trước đây là đảng Law and Justice, tức là đảng giờ có chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã ký kết, có thể sẽ bị mất đi quyền đa số trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 10. Và Chủ tịch của Quốc hội cho biết vào ngày Chủ nhật là họ có thể sẽ hủy bỏ tất cả những cái hợp đồng, trong đó bao gồm luôn cả cái hợp đồng bán vũ khí từ Nam Hàn. Phía Warsaw đã ký kết mua hàng tỷ Mỹ Kim các trị giá về vũ khí của Nam Hàn là một phần trong việc xây dựng lực lượng quân sự của họ đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên thì theo tường trình của tờ Financial Times cho biết thì trong cái tháng 11, Seoul đang lo ngại là việc mà thay đổi của chính quyền Ba Lan có thể sẽ thiếu ngân quỹ và họ sẽ không thực hiện được cái thỏa thuận này. Theo tường trình của hãng thông tấn Reuters cho biết thì Ba Lan đã đạt được một cái thỏa thuận mua vũ khí của Nam Hàn trị giá lên tới 22 tỷ Mỹ Kim, và trong đó gần như là đang khiến cho Ba Lan đã lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Chủ tịch của Quốc hội có tên là Simon Holonia cho biết là họ có thể hủy bỏ cái hiệp ước ký kết này sau khi mà họ duyệt xét tất cả các vấn đề ngân sách và có thể sẽ không mua vũ khí của Nam Hàn. Đây được xem là một trong cái tin khá không vui cho phía của Nam Hàn sau khi mà Ba Lan có sự thay đổi chính quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đã chỉ trích ông Orbán, thủ tướng của Hungary, khi mà phản đối cái văn ngân sách cứu trợ cho phía của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết một số thành viên trong Liên hiệp Âu Châu đã gia tăng tình trạng gọi là chỉ trích mạnh mẽ sau khi mà Hungary đã ngăn chặn một cái ngân sách dành cho Ukraine và phản đối việc quốc gia này có thể gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu, dẫn tới việc mà có thể sẽ có cuộc đàm phán mới giữa các quốc gia này với Hungary. Thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán đã viết hai lần ở trên cái Hội đồng Âu Châu cảnh báo rằng ông ta sẽ hủy bỏ cái không muốn có cuộc đối thoại cho việc Ukraine gia nhập vào vai trò thành viên của tổ chức này, cũng như là việc hỗ trợ lên tới 50 tỷ đồng euro cho cái gói hỗ trợ quân sự và kinh tế cho phía của Ukraine. Chính quyền của Budapest tin rằng họ sẽ ngăn chặn tiếp tục và không để cho Ukraine có cái vai trò ở trong Liên hiệp Âu Châu. Theo quy tắc của Liên hiệp Âu Châu là phải có sự đồng thuận của 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và điều mà tôi có thể nói rằng là phía vị trí của Hungary gần như là họ đã ngăn chặn khá nhiều những cái liên quan tới Ukraine. Họ gần như là chống lại cái giá trị của Âu Châu. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Lithuania là Gabrielius đã cho biết như trên sau khi mà Hungary đã ngăn chặn cái phiên họp này trong ngày thứ hai ở tại Brussels. Việc này có thể dẫn tới một cái bế tắc mới cho Liên hiệp Âu Châu, giữa lúc mà các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu gồm 26 quốc gia đồng ý là sẽ hỗ trợ cho Ukraine và duyệt xét tới vai trò của Ukraine trở thành thành viên trong Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên thì ông Orbán đã lên tiếng phản đối và nói rằng việc mà hỗ trợ cho Ukraine là cần phải duyệt xét lại cái ngân sách và có một số những quy tắc khác được đặt ra. Trong khi đó thì ông cũng phản đối vai trò của Ukraine được gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái lời chỉ trích mạnh mẽ của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào ông thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán. Cùng một lượt thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã viếng thăm Argentina và đã đạt được cái sự hỗ trợ của quốc gia này. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã chứng kiến cái cuộc gọi là nhận chức của tân tổng thống Argentina là ông Javier Milei, và đây được xem là một trong những chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine tới quốc gia châu Mỹ Latin giữa lúc mà phía Kiev đang cần sự hỗ trợ của các quốc gia nằm trong khối những quốc gia đang phát triển trong cuộc chiến 21 tháng đã diễn ra ở tại Ukraine. Trong lúc mà ông Zelensky viếng thăm Buenos Aires là thủ đô của Argentina,
thì văn phòng của ông ta và tòa Bạch Ốc xác nhận là ông ta sẽ có mặt tại Washington vào ngày thứ ba để gặp gỡ với lại ông Tổng thống Joe Biden. Và việc viếng thăm các quốc gia châu Mỹ Latin này là một phần trong cuộc đi vận động của ông Zelensky nhằm đạt sự hỗ trợ của các quốc gia đang phát triển. Và tại Argentina, ông Milei đã đón chào ông Zelensky ở tại Điện Tổng thống sau khi mà ông thực hiện cái lễ nhận chức, và đôi bên đã có những sự trao đổi về những cái cuộc chiến liên quan tới vấn đề của Ukraine. Đồng thời nói rằng họ sẽ có những cái cuộc thảo luận quan trọng trong mối quan hệ kinh tế giữa Ukraine và của phía của Argentina. Tình trạng mà phía của Argentina đã thay đổi chính phủ sau khi có một thời gian dài đảng cánh tả nắm quyền tại đây và đã có tình trạng tham nhũng được xem là đứng đầu ở khu vực của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Trong khi đó thì ông Milei vốn là người ủng hộ cho chính sách của Tây Phương, trong đó ông nói rằng ông sẽ giữ một khoảng cách rất xa với lại phía của Nga và phía của Bắc Kinh. Ông Zelensky trong cú điện thoại với lại ông Milei trước đó thì cho biết rằng là sẽ có những cái sự thay đổi trong chính sách mới, và ông hy vọng rằng phía của Argentina vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng của ông Zelensky tới khu vực của châu Mỹ Latin. Cùng một lượt, Tòa Bạch Ốc xác nhận là ông Zelensky sẽ có mặt ở tại Tòa Bạch Ốc giữa lúc mà Quốc hội đang duyệt xét ngân sách cứu trợ cho phía của Ukraine. Tòa Bạch Ốc trong ngày Chủ nhật loan báo là ông Joe Biden sẽ đón chào ông Tổng thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 12 tây tháng 12 sắp tới đây, giữa lúc mà Quốc hội đang bị bế tắc trong cái ngân sách hỗ trợ về quân sự cho Ukraine. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Karin Jean-Pierre đã loan báo chuyến viếng thăm này trong một cái bản statement đã được đưa ra vào chiều Chủ nhật. Tổng thống Joe Biden đã mời Tổng thống Zelensky của Ukraine tới Tòa Bạch Ốc gặp gỡ vào ngày thứ ba, 12 tây tháng 12. Trong đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ lời cam kết là hỗ trợ cho người dân Ukraine, bảo vệ cho họ trước cuộc xâm lấn một cách vô cớ của Nga. Và giữa lúc mà Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhắm vào Ukraine, các nhà lãnh đạo đang thảo luận về việc mà cần thiết gấp rút của Ukraine trong việc mà đối phó với cuộc tấn công của Nga và vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm này diễn ra giữa lúc mà Washington đang gặp bế tắc trong cái vấn đề ngân sách tài trợ cho Ukraine đã bị các thành viên của Đảng Hòa ngăn chặn và nói rằng cần phải tăng cường cái chính sách về biên giới và thay đổi chính sách về biên giới. Và trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, Joe Biden có vẻ như đã bắt đầu nhượng bộ và có thể sẽ sẵn sàng thay đổi một số chính sách về di trú ở tại biên giới của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer và chủ tịch khối thiểu số là ông Mitch McConnell cho biết là đôi bên sẽ gặp gỡ với lại ông chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson để thảo luận về vấn đề này. Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra giữa lúc mà các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã ngăn chặn cái ngân sách hồi tuần trước, trong đó là cung cấp phần hỗ trợ cho cả Ukraine lẫn phía của Trung Đông. Trong khi đó thì các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích việc mà chính quyền của Joe Biden đã thiếu cái chính sách và ngân sách dành cho biên giới. Đây được xem là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới chuyến đi của ông Zelensky. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ kêu gọi Joe Biden là phải có thái độ cứng rắn hơn với Âu Châu sau khi mà họ tiếp tục đánh thuế vào các cái mặt hàng rượu của Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu. Một nhóm các nhà lập pháp gồm lưỡng đảng ở tại điện Capitol Hill đang tìm cách gọi là ngăn chặn tình trạng mà Âu Châu chuẩn bị đánh thuế mới vào các mặt hàng rượu của Hoa Kỳ có thể lên tới hơn 50% vào ngày 1 tây tháng 1. Trong năm 2018, cựu Tổng thống Trump đã bất mãn với cái tính chất gọi là bảo hộ của Âu Châu. Ông đã đánh thuế vào tất cả các mặt hàng thép và nhôm của Âu Châu, trong đó bao gồm luôn cả những quốc gia được xem là đồng minh của Hoa Kỳ và gia tăng cái việc mà sản xuất tại Hoa Kỳ. Và đổi lại, phía Âu Châu đã đánh thuế vào các mặt hàng của Hoa Kỳ, bao gồm luôn rượu whisky và một số những mặt hàng khác. Và lúc này sẽ được chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tây tháng 1 sắp tới đây, và trong đó Âu Châu sẽ có thể đánh thuế lên tới gấp đôi cái phần mà gọi là rượu whisky của Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu với hơn 50%. Theo bản tin cho biết thì trong năm 2022 thì Hoa Kỳ đã bị đánh thuế lên tới khoảng 2.06 tỷ Mỹ kim cho các cái chất rượu và cồn mà Hoa Kỳ xuất cảng qua phía của Âu Châu. Tuy nhiên thì bây giờ thì Âu Châu có thể sẽ tăng lên hơn 50% thuế đánh vào mặt hàng rượu. Trong đó thì trong lá thư gửi cho bà người đứng đầu bộ mậu dịch của Hoa Kỳ là bà Catherine Tai, thì một số những thành viên ở trong Quốc hội Hoa Kỳ bao gồm luôn cả thượng nghị sĩ Tim Kaine của Đảng Dân chủ tại Virginia, Mark Warner của Đảng Dân chủ tại Virginia, cùng với là chủ tịch khối thiểu số của Đảng Cộng hòa là ông Mitch McConnell và hàng chục những nhà lập pháp khác đã yêu cầu
là phía của chính quyền Joe Biden phải bảo vệ cho cái kỹ nghệ về sản xuất rượu của Hoa Kỳ. Và trong đó họ nói rằng mức xuất cảng rượu của Hoa Kỳ qua Âu Châu đã giảm xuống còn 440 triệu Mỹ Kim so với trước đây là 702 triệu Mỹ Kim. Họ mất gần như là 20% kể từ năm 2018 cho tới năm 2021. Đây được xem là một trong những áp lực mới nhất của phía Quốc hội Hoa Kỳ nhắm vào ông Joe Biden là phải có một thái độ dứt khoát với vấn đề mậu dịch của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hàng trăm ngàn người đã rời bỏ các tiểu bang Blue State để chuyển qua các tiểu bang Red State và mang theo cái giá trị bảo thủ của họ. Trong một bản báo cáo mới nhất mà đài truyền hình Fox News đã có được dữ liệu từ tiểu bang Idaho cho thấy là có tới trên 100.000 người từ tiểu bang Washington State đổ dồn qua khu vực của tiểu bang Idaho, là tiểu bang có đường biên giới với lại tiểu bang Washington State, và trong đó tổng cộng có 119.000 người đã di chuyển tới tiểu bang này. 65% họ đã ghi danh trên đảng Cộng Hòa, chỉ có 12% ghi danh đảng Dân Chủ. Tình trạng tội ác tăng cao, giá cả chi phí cao và kể cả những cái nguy hiểm trong cộng đồng đã khiến cho nhiều người ở tiểu bang Blue State, bao gồm luôn cả Washington State, được xem là một tiểu bang Deep Blue State, đã rời khỏi tất cả những cái khu vực mà họ đã sống nhiều năm và chuyển qua những tiểu bang được xem là lân cận để có một cái giá trị khác hơn. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của đài truyền hình Fox News đưa ra, trong đó gần như là các tiểu bang được xem là có chi phí quá cao, gồm có California, New York và kể cả ở khu vực ở Illinois đã chuyển tất cả những cái tài sản của họ và bán tất cả những tài sản của họ để chuyển tới những tiểu bang được xem là Red State, bao gồm cả Florida lẫn Texas, lo ngại rằng là họ sẽ đánh mất đi những cái giá trị của họ. Và khi tới những tiểu bang Red State này, họ ghi danh bên đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Và theo dữ liệu của tiểu bang Idaho cho thấy thì gần như là 68% những người đã đến tiểu bang Idaho ghi danh bên đảng Cộng Hòa, trong khi đó chỉ có 12% là ghi danh bên đảng Dân Chủ. Đây được xem là một trong những cái chính sách cực tả đã khiến cho nhiều người rời bỏ các tiểu bang được xem là đảng Dân Chủ quản trị để bỏ qua các cái tiểu bang được xem là do đảng Cộng Hòa quản trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã thầm lặng gửi cho California một cái ngân sách lên tới 3 tỷ Mỹ Kim để xây dựng cái hệ thống đường ray xe lửa mà trong đó đã bị phản đối bởi một số những thành viên của đảng Cộng Hòa. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đã ưu ái cho tiểu bang California với trên 3 tỷ Mỹ Kim trong tiền thuế của người dân nằm trong cái ngân sách của chính quyền liên bang để xây dựng những cái đường ray xe lửa cao tốc mà được xem là sử dụng nguồn điện, và nó đã được chấp thuận 15 năm trước đây và đã bị ngưng lại nhiều lần. Bản tin cho biết thì tòa bạch ốc loan báo là 3.07 tỷ Mỹ Kim của ngân sách liên bang dành cho cái hệ thống đường ray xe lửa chạy bằng điện của California, gọi là Big Rail Service Project, và trong đó là một phần trong cái chính sách mà ông ta gọi rằng là tập trung về cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ đã bị hư hại trong nhiều năm và đang có một cái tính chất gọi là sửa chữa các hạ tầng cơ sở. Và cái dự án này vốn đã được phía của tiểu bang California chấp thuận từ năm 2008, tuy nhiên thì nó đã bị ngưng lại bởi phía chính quyền của ông Trump đã ngưng và không cung cấp cái ngân sách này. Tiểu bang California vẫn tiếp tục có những cái thúc đẩy về cái nguồn năng lượng sạch, và với số tiền là 3.07 tỷ Mỹ Kim trong ngân sách của liên bang, chúng tôi hy vọng rằng tiểu bang California sẽ là một trong những tiểu bang đi đầu trong việc mà sử dụng các cái nguồn giao thông bằng năng lượng sạch, trong đó chạy bằng điện. Đây được xem là một trong những cái dự án mà phía của Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy. Trước đó thì cựu thống đốc của tiểu bang California là ông Arnold Schwarzenegger, người đã rời khỏi cái ghế thống đốc từ năm 2011, đã giới thiệu một cái hệ thống đường ray xe lửa và một cái hệ thống xe cao tốc từ ở Los Angeles lên tới tận Nevada, Las Vegas. Tuy nhiên thì dự án này đã bị hủy bỏ sau khi mà có nhiều người phản đối toàn bộ dự án này là sử dụng cái ngân sách đầu tư và nguồn nhân công từ Trung Quốc. Và hiện nay thì phía của Gavin Newsom đang dự tính là sẽ xây dựng một số những cái đường ray xe lửa và đường hệ thống cao tốc từ Los Angeles tới San Francisco. Và số tiền này được dự tính là sẽ chi ra tổng cộng là 33 tỷ Mỹ Kim
trong tổng số 1.955 dặm của cái đường ray xe lửa này. Và trong đó họ nói rằng nó sẽ lên tới khoảng 113 tỷ Mỹ Kim trong cái dự án này, và nó sẽ đạt được khoảng với tốc độ là 171 dặm một giờ, bắt đầu từ ở khu vực Bakersfield và từ Los Angeles cho tới khu vực của San Francisco. Đây được xem là một trong những cái thầm lặng mà chính quyền của Joe Biden thông qua Bộ Giao thông Vận tải đã cung cấp ngân sách cho tiểu bang California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden cho biết là một công xưởng sản xuất chip điện tử ở tại tiểu bang New Hampshire sẽ nhận đầu tiên cái ngân quỹ trong cái đạo luật chip của Hoa Kỳ để ngăn chặn tình trạng mà sản xuất tại Trung Quốc. Chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ hai cho biết họ cung cấp 35 triệu Mỹ Kim cho một công ty có tên là BAE System để gia tăng việc sản xuất cái công xưởng sản xuất điện tử và chip điện tử ở tại tiểu bang New Hampshire dành cho các chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả F-35 và F-15. Đây là một trong những cái công xưởng mới nhất mà được căn cứ trên cái đạo luật Chip and Science Act, vốn là cung cấp 52 tỷ Mỹ Kim để sản xuất về chất bán dẫn và chip điện tử tại Hoa Kỳ. Bộ Thương mại cho biết là họ đã chọn được các cái nhà hợp đồng trong lĩnh vực quân sự để sản xuất chip điện tử cho Bộ Quốc phòng, trong đó bao gồm luôn cả công ty BAE, và đây được xem là một trong những công ty sản xuất các cái chip điện tử dành cho ngành quốc phòng. Chính quyền của Joe Biden trong ngày tháng 8 năm 2022 đã ký ra cái đạo luật này, và trong đó họ đang có những cái lo ngại là cuộc tấn công quân sự nhắm vào đảo quốc Đài Loan có thể sẽ khiến cho cái kỹ nghệ về chip điện tử và chất bán dẫn sẽ bị trì trệ nếu như có cuộc chiến này xảy ra. Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo đã lên tiếng và kêu gọi đóng góp và đầu tư vào kỹ nghệ chip điện tử sản xuất tại Hoa Kỳ để tránh tình trạng khi Trung Quốc tấn công vào đảo quốc Đài Loan thì cái nguồn cung cấp chip điện tử có thể sẽ bị đình trệ. Và chính quyền của Joe Biden đã đưa ra sáng kiến là họ sẽ có trên 230 tỷ Mỹ Kim để đầu tư vào cái kỹ nghệ semiconductor và các thiết bị điện tử. Trong đó thì ông Joe Biden dự tính là sẽ có thêm công ty Intel đầu tư cái công xưởng của họ tại Ohio, và công ty của Đài Loan là TSMC sẽ tiếp tục cái dự án của họ tại Arizona, cũng như là phía New York cũng sẽ được đầu tư bởi công ty IBM, và trong đó họ sẽ tăng cường rất nhiều những công xưởng sản xuất ở một số những tiểu bang. Đây được xem là một trong những cái dự tính của chính quyền Joe Biden nhằm tìm cách gọi là bảo đảm cái nguồn sản xuất tại Hoa Kỳ, tránh tình trạng mà nếu như Đài Loan bị tấn công thì nguồn cung cấp chip điện tử và semiconductor có thể sẽ bị đình trệ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là bản tin mà Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. đã gửi một lá thư phản đối chính thức thông qua đại sứ của Trung Quốc sau khi mà có sự đụng chạm trên mặt biển. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền Philippines đã cho mời đại sứ của Trung Quốc ở tại Manila sau khi mà Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ trích Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm trên Biển Đông trong cuối tuần qua, trong đó bao gồm luôn việc đụng tàu của Philippines và của Trung Quốc. Quốc gia Đông Nam Á này cho biết họ đã chính thức gửi một cái đơn phản đối tới Bắc Kinh, theo tường trình của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Teresita Daza đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày thứ Hai. Chúng tôi đang mời đại sứ lên và gửi một cái đơn gọi là phản đối đối với lại phía của Trung Quốc sau khi mà Manila nhận được tất cả những thông tin này. Ông Marcos đã lên tiếng và nói rằng hành động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp là hành động vi phạm vào luật pháp quốc tế, và Philippines vẫn cố gắng tự chế trong vấn đề này. Việc này diễn ra ngay sau khi mà tàu hải giám của Trung Quốc đã chặn ngang một số những chiếc tàu chở lương thực của Philippines ở tại cái bãi cạn gọi là Second Thomas Show, và sau đó thì tàu của Philippines đã tông vào tàu của Trung Quốc ở trên khu vực Trường Sa, nơi được xem là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế phía Tây của Philippines, theo tường trình của ông Marcos đã bỏ lên trang Platform X vào ngày Chủ nhật, và trong đó nói rằng chính Trung Quốc đã gây nguy hiểm và đe dọa tới cái tàu chở lương thực của Philippines. Đây là chiếc tàu mà Philippines chở lương thực cung cấp cho các binh sĩ của họ trú đóng ở trên cái bãi cạn Second Thomas Show, và tàu hải giám của Trung Quốc trước đó đã xịt vòi rồng vào tàu của Philippines, cũng như là các lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc, một lực lượng bán quân sự tại đây đã tìm cách sách nhiễu và ngăn chặn tàu của Philippines khi mà tiếp cận khi bãi cạn gọi là Second Thomas Show. Manila lên tiếng và cho rằng đây là hành động được xem là đầy khiêu khích và có hung hăng của lực lượng PLA, và họ nói rằng
họ sẽ tiếp tục giành quyền bảo vệ cho cái vùng đặc quyền kinh tế của họ trên Biển Đông, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu mới nhất của Philippines và của Trung Quốc. Cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng và nói rằng là chính đảng Cộng sản Trung Quốc đã là một cái nơi gọi là phá hủy tất cả các hòa bình và ổn định ở trên khu vực Biển Đông. Ngay sau khi biến cố này xảy ra, thì Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đang tìm cách có những cái hành động xen vào cái công việc hàng hải của Philippines và phá hủy cái ổn định ở khu vực. Phía Hoa Kỳ đưa ra một cái bản thông cáo báo chí và nói rằng họ sẽ hỗ trợ cho Philippines và sẽ thực hiện lại cái hiệp ước đồng minh vốn đã ký kết từ năm 1951 để bảo vệ cho lực lượng đồng minh của họ trước tình trạng gọi là bức hại của Trung Quốc. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tái xác nhận là những cam kết về quốc phòng của Philippines với lại của Hoa Kỳ sẽ được thực hiện ngay sau khi mà những biến cố này xảy ra. Có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện của họ ở khu vực quần đảo Trường Sa và có thể sẽ tuần tra chung hoặc là sẽ có thể hoạt động chung với lại lực lượng tuần duyên của Philippines tại đây để ngăn chặn tình trạng hung hăng của Trung Quốc trên mặt biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì trong cuối tuần qua thì phía của Trung Quốc cũng đã có sự căng thẳng với lực lượng của Nhật Bản ở tại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư. Ngay sau cuộc đụng độ giữa lực lượng tuần duyên của Nhật Bản và lực lượng hải giám của Trung Quốc, một viên chức cao cấp quân sự của Trung Quốc tuyên bố ở với tờ Kyodo News là Bắc Kinh không muốn có cuộc chiến với Tokyo ở khu vực ở quần đảo Senkaku, nhưng Trung Quốc sẵn sàng không sợ hãi chiến tranh và sẽ có những cái cuộc đối đầu về quân sự. Nhân vật lên tiếng này là tư lệnh có tên là He Li, được xem là cựu phó chủ tịch của cái lực lượng gọi là lục quân của Trung Quốc, đặc trách về vấn đề khoa học, đồng thời cũng lên tiếng và nói rằng Trung Quốc sẽ nhắm mục tiêu vào Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư để mà có thể khẳng định cái chủ quyền của họ giữa lúc mà họ đang uy hiếp tới đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của một viên chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc ngay sau khi mà lực lượng hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực ở Senkaku, được xem là do phía Nhật Bản quản trị và đối đầu với lực lượng tuần duyên của Nhật Bản tại đây. Và đôi bên đã có những cái cuộc gọi là đối đầu căng thẳng trước khi mà phía Nhật Bản thông báo là lực lượng hải giám của Trung Quốc đã bị trục xuất ra khỏi khu vực này. Đây là cái khu vực được xem là tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và của Trung Quốc. Tuy nhiên, quần đảo Senkaku thì là nơi mà Nhật Bản đang quản trị và Bắc Kinh cho rằng đây là chủ quyền của họ. Đây được xem là cuộc đối đầu mới nhất của Trung Quốc và của Nhật Bản trên khu vực phía Bắc của đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, phía Đài Loan báo cáo hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc đã di chuyển ở khu vực eo biển Đài Loan và phía Đài Loan cho biết là họ đang cẩn thận quan sát vấn đề này. Bộ Quốc phòng của Đài Loan nói rằng họ đã gửi các chiến đấu cơ, các tàu chiến ra ngoài khơi để quan sát một chiếc tàu của Trung Quốc là chiếc hàng không mẫu hạm Sơn Đông đã băng ngang qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm nay thứ hai, và phía Bắc Kinh vẫn đang tìm cách gia tăng áp lực với phía Đài Loan giữa lúc mà Đài Loan đang có cuộc bầu cử năm 2024, tức là ngày 13 tây tháng 1 sắp tới đây. Hàng không mẫu hạm Sơn Đông vốn đã được hoàn tất từ năm 2019 và lần cuối cùng mà nó di chuyển trên eo biển Đài Loan này là đầu tháng 11, và giờ đây chiếc này đang có mặt ở trên eo biển Đài Loan. Và theo tường trình của phía Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết thì chiếc này vẫn đang di chuyển ở khu vực lằn ranh đỏ trên eo biển Đài Loan, và trong đó phía Đài Loan cho biết họ sử dụng các hệ thống radar, kể cả các tàu chiến và các chiến đấu cơ để giám sát cuộc di chuyển này. Phía Đài Loan nói rằng họ đang quan sát và việc di chuyển của hàng không mẫu hạm Sơn Đông này dường như là một cái hành động mang tính chất về mặt tâm lý, và trong đó gần như là uy hiếp tới đảo quốc Đài Loan trong lúc Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc gọi là bầu cử vào tháng 1 sắp tới. Lực lượng quân sự Đài Loan nói rằng họ đã chuẩn bị cho cuộc chiến và không có tìm kiếm một cuộc chiến. Họ sẵn sàng tự vệ và đối phó với những uy hiếp của Trung Quốc. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Trung Quốc vẫn chưa cho biết sứ mạng của chiếc tàu Sơn Đông này băng ngang qua eo biển Đài Loan là cái sứ mạng gì. Tuy nhiên thì phía Đài Loan nói rằng đây là hành động gây ảnh hưởng tâm lý của Trung Quốc nhắm vào đảo quốc Đài Loan giữa lúc mà đảo quốc này đang có một cái cuộc gọi là bầu cử diễn ra vào ngày 13 tây tháng 1 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là lực lượng PLA của Trung Quốc đã đề nghị chi trả lên 15 triệu Mỹ Kim
cho một phi công của Đài Loan tìm cách đào thoát qua Trung Quốc bằng một chiếc trực thăng do Hoa Kỳ chế tạo. Đó là một trong những cái vụ án đang được xét xử tại Đài Loan. Một phi công của Đài Loan đã được đề nghị chi trả lên tới 15 triệu Mỹ Kim, kêu gọi phi công này là sẽ đào thoát qua lãnh thổ của Trung Quốc với một chiếc trực thăng do Hoa Kỳ chế tạo trong lúc mà họ đang có cuộc tập trận trên đảo quốc này, theo tường trình của các công tố viên cho biết. Và âm mưu này đã diễn ra và đã bị chặn đứng sau khi mà cái viên phi công này đã bị bắt giữ hồi tháng 8, bị cáo buộc là làm gián điệp cho Bắc Kinh theo tòa án của Đài Loan đưa ra. Phi công này được xác nhận có cái tên biệt danh là Xie, đã được tiếp xúc với lại giới chức tình báo của Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6 năm nay, trong lúc mà thông qua một tư lệnh đã về hưu của Đài Loan, người đã được xem là đang chuẩn bị cho cái lái cái chiếc gọi là CS-47 Chinook, một trong những cái chiếc trực thăng vận tải của Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan, theo tường trình của Tòa án quân sự Đài Loan đã đưa ra và đã báo cáo với các nhà lập pháp của Đài Loan vào hôm nay, ngày thứ hai. Theo bản tin cho biết thì nhân vật này đã tiếp xúc với lại là thiếu tá về không quân, đã được yêu cầu là sẽ bay chiếc trực thăng này với một cái tốc độ thấp ở băng ngang qua cái phần biển ở trong cái khu vực được xem là nằm bên phần lãnh thổ của Trung Quốc và trong đó nằm cách 24 hải lý từ bờ biển của Đài Loan. Và để đổi lại, các công tố viên cho biết thì ông Xia này sẽ được chi trả lên tới 200.000 đài kim, tức là 6.355 Mỹ Kim một tháng. Và số tiền này tổng cộng cộng thêm cái chiếc trực thăng mà mang tới Trung Quốc sẽ được chi trả lên tới 15 triệu Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những cái chi tiết. Và trong đó thì ông này đã được phía Trung Quốc deposit, tức là đặt cọc trước 1 triệu Mỹ Kim. Và cái lương của ông ta đã được trả là lên tới 200.000 đài kim cho một tháng. Và ngoài ra thì ông Xie này đã được báo cáo là phía PLA sẵn sàng sẽ mua lại chiếc trực thăng mà ông ta lái với giá là 15 triệu Mỹ Kim nếu như ông ta lái chiếc trực thăng này từ ở khu vực của Đài Loan qua Trung Quốc và đi đào tị tại Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái bản án đang được xét xử tại đảo quốc Đài Loan và trong đó cho thấy là Bắc Kinh đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để có thể lấy được tất cả những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả các cái trực thăng vận tải của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một chiếc F-16 của Hoa Kỳ đã gặp nạn rơi vào bờ biển sau khi mà họ nói rằng là kỹ thuật của chiến bay này đã có vấn đề và trong cuộc tập trận. Bản tin mới nhất cho biết thì một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ đang có một cái sứ mạng tập trận ở tại đây đã bất ngờ rớt xuống bờ biển của Nam Hàn. Tuy nhiên thì vẫn có ít nhất là sau khi mà có 8 binh sĩ của Hoa Kỳ trước đó đã bị thiệt mạng trong cái cuộc gọi là tai nạn diễn ra ở tại bờ biển của Nhật Bản với cái chiếc gọi là V-22 Osprey Aircraft. Đây là một trong những chiếc máy bay của Hoa Kỳ đã gặp nạn hồi tháng trước. Và chiếc F-16 này đã rớt vào biển vào hôm nay thứ hai sau khi mà nó tìm cách đáp khẩn cấp ở trên vùng biển Hoàng Hải, theo tường trình của căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở tại Kushan đã cho biết như trên. Và phi công đã nhảy kịp thời ra khỏi chiếc máy bay và sau đó đã được phát hiện trong điều kiện gọi là sức khỏe tốt, không bị ảnh hưởng. Và đây là cái đơn vị không quân số 8 của Hoa Kỳ nằm ở tại Nam Hàn. Và biến cố này đã diễn ra trong lúc mà có cái cuộc đáp khẩn cấp của chiếc chiến đấu cơ F-16 nằm ở 180 km ở phía nam của phía Nam Hàn. Đây là tai nạn mới nhất diễn ra sau khi mà chiếc Osprey đã gặp nạn ở trên bờ biển của Nhật Bản và khiến cho ít nhất là 8 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Đây là một trong những tai nạn mới nhất liên quan tới ngành không quân của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nhật Bản ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, phía Hồng Kông đã bắt đầu tìm cách áp dụng đạo luật mới của Trung Quốc vào lãnh thổ Hồng Kông để mà tìm cách dập tắt tất cả những ứng cử viên thuộc đảng đối lập. Những cư dân tham gia vào cuộc bỏ phiếu vào hôm Chủ nhật lần đầu tiên đã phải tuân thủ tất cả những cái luật mà Bắc Kinh đã áp dụng gọi là đạo luật yêu nước, và trong đó loại trừ tất cả những ứng cử viên nào thuộc phong trào dân chủ của Hồng Kông. Việc mà thân ao bỏ phiếu được xem là thấp nhất trong so với cái cuộc bầu cử trước đây.
Và so với cái cuộc gọi là bỏ phiếu, cái cuộc gọi là biểu tình chống cái chế độ của Hồng Kông khi mà bị Trung Quốc ảnh hưởng năm 2019, và trong đó gần như là Bắc Kinh đã áp dụng đạo luật yêu nước này sau cái biến cố trên. Và trong cái đạo luật này buộc tất cả những ứng cử viên mà nó muốn ra tranh cử trong các cái vị trí địa phương cũng như hội đồng lập pháp của Hồng Kông là phải biết cái gọi là chủ nghĩa yêu nước, tức là patriot, mà trong đó hầu hết là buộc họ phải tuyên thệ trung thành với lá cờ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, một điều mà các ứng cử viên thuộc phong trào dân chủ đã từ chối và bác bỏ. Họ chỉ trung thành với lá cờ của Hồng Kông trước đây và họ phản đối việc buộc họ phải tuyên thệ trước lá cờ của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái hành động của các nhân vật được xem là phong trào dân chủ của Hồng Kông, và sau khi mà họ từ chối không có cái lời tuyên thệ này thì họ sẽ không đủ tư cách trở thành ứng cử viên ra bầu cử ở các vị trí ở địa phương cũng như là hội đồng lập pháp, và việc này dẫn tới tình trạng mà người dân đi bầu đã được xem là giảm thấp nhất trong những năm qua kể từ khi mà Trung Quốc đã bắt đầu lấy lại cái quyền cai trị của Hồng Kông từ năm 1997. Và đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại đảo quốc Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron là đại nhạc hội Happy Holiday hoàn toàn miễn phí sẽ diễn ra trong tiệm Teletron ở thành phố Guangzhou suốt 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, tức là ngày 15, 16 và 17 tháng 12, từ 1 giờ trưa tới 8 giờ tối, với hơn 60 nghệ sĩ trình diễn liên tục trong 3 ngày này. Và trong đó thì quý vị sẽ có dịp tiếp xúc với lại nhiều anh chị em nghệ sĩ và các mặt hàng mới của công ty Teletron. Nếu quý vị nào muốn tham gia vào cái đại nhạc hội này, có thể liên lạc qua số điện thoại của công ty Teletron ở tại Garden Grove, Nam California là 714-892-6999, 714-892-6999, hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Và cũng cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận của quý vị. Hôm nay có nhiều tin mới liên quan tới biến động tại Á Châu. Hy vọng quý vị sẽ có những cái ý kiến của quý vị liên quan tới tình hình tại Á Châu nha. Rồi, lướt qua tất cả những lời chào hỏi. Chiến Á Châu Á có thể xảy ra chiến tranh không anh Phong? Chưa biết được. Bây giờ, những cái diều hâu và những cái xung đột, mà tôi nói là những cái hung hăng thì đúng hơn, của Trung Quốc ở tại khu vực của Senkaku, của đảo quốc Đài Loan và của Biển Đông đang hâm nóng lên, thì tôi chưa biết là nó sẽ có một cái cuộc xung đột hay không, nhưng mà tôi thấy là có dấu hiệu cho thấy là chắc chắn sẽ có một cuộc xung đột, nhưng chúng ta chưa biết thời điểm nào là thời điểm nó xảy ra nha. Rồi cho Phong một giây. Rồi, tiếp tục các cái câu hỏi của quý vị và các cái ý kiến của quý vị nha. Tập Cận Bình có mang quà gì cho Việt Nam trong chuyến công du này không anh? Tôi nghĩ rằng cái món quà duy nhất mà Tập Cận Bình mang tới cho Cộng sản Việt Nam trong cuộc gặp ngày mai đó là Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường cho nông sản và trái cây của Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Trung Quốc sẽ mang một số những công ty của Trung Quốc qua Việt Nam và đưa một cái bánh vẽ là ô, chúng tôi sẽ mở công xưởng tại Việt Nam để mà tăng cường thêm cái nền kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì quý vị, những công xưởng này sẽ sử dụng nhân công của Trung Quốc nhiều hơn là nhân công của Việt Nam, và tất cả những cái nguồn nguyên liệu này đều đến từ Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái món quà mà Tập Cận Bình sẽ mang tới cho Nguyễn Phú Trọng để đổi lại Nguyễn Phú Trọng cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là tại vì Cộng sản Việt Nam bây giờ bế tắc phát triển kinh tế rồi. Bây giờ chỉ dựa vào nền kinh tế của Trung Quốc là chính nha. Nếu viễn cảnh Trung Quốc đã đối đầu với Mỹ và Nhật sau khi tấn công Đài Loan thì bốn nước chư hầu của Trung Quốc có kinh tế có bị ảnh hưởng gì không anh? Chắc chắn bị ảnh hưởng. Toàn bộ, nếu cuộc chiến này bùng nổ thì toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng kinh tế. Tuy nhiên thì lúc đó thế giới sẽ phân cực.
Tức là những nước nào mà có làm ăn với Trung Quốc sẽ bị cấm cửa, sẽ bị trừng phạt bởi Hoa Kỳ và các đồng minh. Thì coi như là họ sẽ chọn thị trường Trung Quốc hoặc là họ chọn một cái thị trường mở rộng trên toàn thế giới. Thì đương nhiên những quốc gia này sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Chứ thật sự nếu mà cuộc chiến này bùng nổ thì nó ảnh hưởng kinh tế toàn thế giới, không riêng gì bốn nước này. Nhưng bốn nước này sẽ rơi vào tình trạng gọi là bế tắc. Bế tắc hoàn toàn. Có nghĩa là họ sẽ phải chọn lựa đứng về Trung Quốc để mà có được một cái nền kinh tế thoi thóp, hay là sẽ cải tổ toàn bộ hệ thống chính trị để đứng về phía của Hoa Kỳ và đồng minh thì chưa biết được, nhưng mà chắc chắn rằng kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng, và đặc biệt những quốc gia nào có nhiều cái mối làm ăn quan hệ với Trung Quốc thì những quốc gia đó sẽ bị tổn thương nhiều nhất, lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ bị tổn thương nhiều nhất nha. Rồi người dân Đài Loan không muốn có chiến tranh, nếu có chiến tranh người dân Đài Loan cũng không sợ, thì đây là cái quan điểm của người dân Đài Loan trước đây, bây giờ nó vẫn như vậy nha. Rồi Hồng Kông nên mạnh mẽ như Đài Loan khác. Hồng Kông đã được trao trả về cho Trung Quốc. Trên quy tắc, Hồng Kông là lãnh thổ của Trung Quốc. Còn Đài Loan thì khác. Đài Loan chưa bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc cả. Hai cái khác nhau. Do đó, Hồng Kông mà muốn mạnh như Đài Loan thì không được. Tại vì họ Hồng Kông không có một chính quyền riêng. Bây giờ chính quyền của họ đang bị kiểm soát bởi Cộng sản Trung Quốc. Họ không có một cái lực lượng quân sự riêng. Lực lượng quân sự của họ lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì quý vị, Hồng Kông không thể so sánh với Đài Loan được trong giai đoạn này nha. Rồi ở Đài Loan có một đảo gần Trung Quốc là đảo Âu Châu, nằm phía bắc trên vùng nhận dạng Hồng Kông rất rộng, có nhiều chiếu cơ của Cộng sản Trung Quốc cất cánh thì Đài Loan phát hiện rất nhanh. Thật sự Đài Loan có cái đảo mà gần nhất Trung Quốc là đảo Kim Môn. Đảo Kim Môn do phía Đài Loan quản trị, nó nằm cách cái Hạ Môn của Trung Quốc, tức là của Phúc Kiến đó, chỉ có 2 cây số thôi, chỉ có 2 km mà thôi, nó nằm sát cái thềm lục địa của Trung Quốc luôn. Đây mới là cái mà nó gần nhất đó quý vị, và tôi đang nghi ngại là đảo Kim Môn có thể sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công nếu như mà ông Lai Chinh Tê vẫn dẫn điểm hàng đầu hoặc là sẽ thắng cử. Thì có thể là đảo Kim Môn trở thành mục tiêu tấn công của Trung Quốc. Nó không tấn công toàn diện, nhưng mà sẽ đánh một số những khu vực mà Đài Loan kiểm soát ở bên ngoài lãnh thổ của Đài Loan. Trong đó thì đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ, đảo Bình Hồ và đảo Đông Sa. Thì những cái đảo này là sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục. Trung Quốc là kẻ cơ hội, gặp ngay chính quyền Mỹ yếu kém lúc này không hành động thì không còn cơ hội nào nữa. Thì tôi đã từng trong cái bài Hưu Tin Nhật Ký ngày hôm nay tôi có nói về việc Bắc Kinh lợi dụng, và tôi có nhắc lại những cái biến cố xưa nay mà Bắc Kinh luôn lợi dụng cái sự lộn xộn để trục lợi. Từ cái cuộc chiến năm 1974 tại Việt Nam, họ lợi dụng cái chiến sự Việt Nam lên cao điểm, họ đã thôn tính luôn cả Hoàng Sa. Rồi năm 1988 họ lợi dụng lúc mà các cố vấn quân sự của Nga rời khỏi Đà Nẵng thì họ đánh chiếm luôn qua cái đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Rồi tới năm 2012 lợi dụng cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, họ nuốt luôn bãi cạn Scarborough của Philippines. Và sự yếu kém của Obama đó, họ nuốt luôn bãi cạn Scarborough của Philippines. Do đó thì Trung Quốc luôn lợi dụng. Bây giờ thì có cuộc biến động ở Trung Đông, cộng thêm là cái chính quyền yếu kém của Joe Biden, thì tôi biết chắc chắn là Trung Quốc sẽ tiếp tục thu lại, sẽ tiếp tục lợi dụng cái này để mà giành quyền lợi của họ trên các cái khu vực ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok, rồi có những kẻ vô đây nói tầm bậy tầm bạ, tôi cho đi luôn. Ok. Em nghĩ giai đoạn này Trung Quốc khởi xướng cuộc chiến Đài Loan thì có lẽ Trung Quốc thê thảm hơn cả Nga và đang chiến với Ukraine, anh nghĩ vậy không? Thì trên quy tắc tôi đã nói trong giai đoạn này nó không thích hợp cho Trung Quốc khởi động một cuộc chiến. Nhưng mà họ ở cái thế không còn chọn lựa. Lý do là bởi vì sao? Cuộc bầu cử tại Đài Loan. Cuộc bầu cử tại Đài Loan là một trong những cái mà tác động tới họ. Thứ hai là cái chính sách gọi là giảm
tất cả những cái buôn bán và những cái quan hệ với Trung Quốc của Hoa Kỳ. Tôi không nói là decoupling, tức là tách rời. Nhưng bây giờ cái chiến lược của Joe Biden là giảm đi tất cả những cái mối quan hệ về kinh tế với Trung Quốc. Thì họ không còn cửa để thoát nữa. Họ không còn một cái giải pháp nào khác. Họ nghĩ rằng một cuộc chiến sẽ thay đổi được cục diện. Do đó, họ biết rõ thời điểm này không phải là thời điểm tốt cho họ để mà thực hiện một cuộc chiến. Nhưng họ không còn chọn lựa nào khác. Họ không còn chọn lựa nào khác. Tại vì kinh tế Trung Quốc đang bị khủng hoảng. Rồi nội bộ Trung Quốc đấm đá. Dân Trung Quốc bây giờ gần như là sống trong tình trạng hoang mang. Thì với một cái bối cảnh như vậy, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc nghĩ rằng cuộc chiến ở bên ngoài sẽ giải quyết cho họ. Thứ nhất là cuộc chiến này nó giúp cho họ ổn định lòng dân trước đã. Tức là buộc dân chúng Trung Quốc phải đứng sau lưng Đảng Cộng sản. Trong cái tinh thần gọi là dân tộc. Rồi thứ hai, họ nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ phá vỡ cái thế bị tách rời của họ. Phá vỡ cái thế này. Và thứ ba là sẵn dịp là họ nuốt luôn Đài Loan. Để chiếm một số những cái tiện lợi mà Đài Loan đang có. Và khai phá ra cái con đường xông ra Thái Bình Dương của họ. Chứ nếu để cho Đài Loan độc lập thì coi như họ bị chặn đường ra Thái Bình Dương. Do đó nhiều lý do lắm. Trung Quốc họ biết rằng không có lợi cho cuộc chiến. Nhưng bây giờ ở thế không còn chọn lựa nữa. Nha. Ok. Ông Marcos đang chơi kỹ thuật chính trị để ép Quốc hội xem xét hiệp ước đồng minh với Mỹ, rõ ràng đúng không anh? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà cái hành động này là do Trung Quốc. Họ cố tình chặn tàu của Philippines. Họ bắn vòi rồng vào tàu Philippines. Rồi hai tàu đụng nhau luôn. Đụng nhau ngay trên đó luôn. Thì tôi nghĩ rằng là ông Marcos đang cố gắng để mà thuyết phục người dân Philippines là chính quyền của ông đang bảo vệ chủ quyền tối đa. Do đó không có phải là kỹ thuật chính trị gì cả. Cái này là do phía của Trung Quốc gây hấn trước. Còn ổng chỉ là cái người gọi là tự vệ thôi. Chứ ổng đâu phải gây hấn đâu. Nha. Rồi tiếp tục. Tình hình của Trung Quốc thù trong mạnh hơn giặc ngoài. Tôi chưa biết nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái biến động trong suốt cuối tuần qua là có vẻ như ở trong nội bộ Trung Quốc có những cái căng thẳng dữ lắm. Nhất là ngày mai Tập Cận Bình tới Việt Nam nữa. Do đó thì có sự mà gọi là diều hâu ở bên ngoài này. Rõ ràng nó đang che đậy một cái sự đấu đá gay gắt trong nội bộ của Trung Quốc nha. Ok, ở đây hôm nay chúng ta tập trung vào thời sự nha. Những ai hỏi câu hỏi khác tôi cho đi luôn. Ok, khỏi vào channel của tôi nữa. Rồi tiếp tục. Kinh tế bế tắc hay sao mà tập gì đây, lửa đẩy lửa ra bên ngoài. Thì tôi nói quý vị, kinh tế của Trung Quốc bây giờ đang nằm trong cơn khủng hoảng. Họ đang nằm trong cơn khủng hoảng. Bước đầu của cơn khủng hoảng thôi. Chưa phải là cái bước sâu nhất của cơn khủng hoảng. Thì Tập Cận Bình đang tìm cách gọi là thúc đẩy để tìm cái giải pháp. Tức là bây giờ họ biết được họ bị chặn đường ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Bây giờ họ đang tìm cách mở rộng thị trường của họ ở những khu vực khác để bù đắp lại. Thì cái này là cái chuyến đi của Tập Cận Bình là như vậy. Và bây giờ thì ông ta thấy rằng có một số mặt trận bị thất thủ. Nhất là ở khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ. Xưa nay Trung Quốc đã nhúng vào rất sâu. Bây giờ bất ngờ Argentina, ông Javier Milei thắng cử, ông tuyên bố là ông sẽ giữ khoảng cách với Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc đã mất dần cái tư thế ở Trung Mỹ sau chiến thắng của Argentina. Rồi Âu Châu ý rút ra khỏi một vành đai một con đường. Rồi phía Liên hiệp Âu Châu là bắt đầu cái chính sách de-risking đối với Trung Quốc. Do đó thì Bắc Kinh đang gặp nhiều thất bại ở trên cái thương trường và cái chính trị. Thì bây giờ họ đang tìm cách khai mở ra cái khu vực khác. Tức là Đông Nam Á và khu vực Nam Á, Trung Á là những cái khu vực mà Trung Quốc đang tập trung vào. Nha. Rồi tiếp tục. Có thể tập hí qua Việt Nam lần này để đẩy nhanh chiến lược một vành đai một con đường, Hành Phong. No, không cần đẩy nhanh nữa. Cộng sản Việt Nam chỉ là cái đối với những quốc gia khác, một vành đai một con đường là cái tiếp cận mới về việc vay nợ của Trung Quốc thôi. Còn Cộng sản Việt Nam từ lúc nó đẻ ra trên lãnh thổ Trung Quốc cho tới bây giờ nó nợ nần của Trung Quốc từ xương máu cho tới tài chánh, nó không trả hết được.
Cho nên á, lần này qua là Tập Cận Bình chỉ muốn chắc chắn là Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên thệ trung thành với họ. Do đó, cái chuyến đi này á, là Tập Cận Bình sẽ dùng một vài công ty của Trung Quốc rồi thêm và mở cửa thị trường cho Cộng sản Trung Quốc mở cửa thị trường cho Cộng sản Việt Nam. Đại khái như vậy, rồi đem thêm một số công ty qua là sẽ mở công xưởng tại Việt Nam từ Trung Quốc. Thì quý vị, cái trò này là tôi biết trước rồi, là bởi vì sao? Quý vị thấy là vừa rồi là ông giám đốc điều hành của Nvidia cũng tới Việt Nam. Thì cái này là cái trò lách né của Nvidia và đang bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ dí là Nvidia không thể mở công xưởng tại Việt Nam. Bởi vì Việt Nam đang có những cái nguồn gọi là từ Trung Quốc. Thì cái cách này là cách né. Tại vì bây giờ phía của Nvidia không bán được một số chip điện tử của họ vào Trung Quốc. Hoa Kỳ không cho. Thì bây giờ họ dùng cái gọi là mở công xưởng tại Việt Nam. Thực ra là họ tuồn chip điện tử vào Việt Nam để từ Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc. Đây là cách né của Nvidia. Tức là công ty chip điện tử của Hoa Kỳ. Thì họ biết được rõ ràng là Hoa Kỳ không cho phép họ bán những cái chip điện tử quan trọng cho Trung Quốc. Thì bây giờ họ bán cho Việt Nam, mở công xưởng Việt Nam, bán cho Việt Nam. Nhưng mà thật ra là gì quý vị? Việt Nam chỉ là cái quốc gia chuyển tiếp thôi. Họ sẽ bán những cái, họ sẽ chuyển những cái chip điện tử này qua cho Trung Quốc. Đây là cái mà bên phía Hạ viện Hoa Kỳ, cái ủy ban gọi là đối phó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phanh phui và họ cảnh báo với Nvidia rồi. Nếu Nvidia mà có associate với Việt Nam thì sẽ bị trừng phạt. Tại vì họ không tin là phía Cộng sản Việt Nam sẽ giữ được lời cam kết. Họ sẽ là cái thị trường gọi là xuất cảng của Nvidia vào Trung Quốc thông qua một quốc gia thứ ba. Tức là Nvidia bây giờ là họ muốn thông qua những quốc gia thứ ba để mà tiếp tục cung cấp nguồn chip điện tử cho Trung Quốc trong lúc họ bị cấm. Do đó, cái chuyến đi của Tập Cận Bình này cũng nằm trong cái ý nghĩa trên luôn nha. Ok. Rồi tiếp tục. Ok, ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, cái gì đây? Anh chị em Trung Quốc không bao giờ chiếm Đài Loan đâu, nó chiếm Việt Nam nhiều hơn đó anh. No, nó đâu cần chiếm. Bây giờ Việt Nam tuyệt đối trung thành với nó rồi, Cộng sản Việt Nam đó. Nó đâu cần tốn xương máu đâu, nó đã chiếm Việt Nam rồi, đâu cần chiến nữa. Nó đã chiếm toàn bộ Việt Nam rồi, coi như bây giờ tất cả kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc rồi. Do đó tôi nghĩ rằng là nên nhìn lại cái cách của phía của Tập Cận Bình tới Việt Nam là biết ngay nha. Ok, Philippines là ngọn cờ đầu mạnh dạn ở chống Trung Quốc ở Đông Nam Á rồi anh. Có nghĩa là theo quy tắc thì bây giờ là như vậy. Tại vì trong 10 quốc gia hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì bây giờ Philippines là quốc gia đối đầu với Trung Quốc gần nhất. Họ có thể trở thành một trong những quốc gia tiền đồn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Tiếp theo đó, tôi nghĩ rằng Malaysia và Indonesia sẽ là những quốc gia tiếp theo. Họ sẽ là những quốc gia tiếp theo. Có điều là cái cuộc chiến ở Trung Đông đang cản trở Malaysia và Indonesia bước gần lại Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ đây chỉ là cái giai đoạn nhất thời thôi, chứ không phải là lâu dài nha. Rồi thưa chú, theo chú Tập Cận Bình đến Việt Nam xong thì có đi tới chư hầu nào khác không, như là Lào hay Campuchia? Tôi chưa biết, bây giờ lịch trình thì chỉ biết là Việt Nam thôi. Lịch trình thì chỉ biết là Việt Nam thôi. Nhưng mà khi mà quý vị thấy Vương Nghị đi tới đâu thì Tập Cận Bình có thể tới đó. Tại vì Vương Nghị bây giờ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là đi tiền trạm mà. Thường thường là nguyên thủ quốc gia nào mà tới một quốc gia khác đó thì là ông Bộ trưởng Ngoại giao sẽ đi tiền trạm trước. Thì nếu mà Vương Nghị xuất hiện ở đâu thì có thể là Tập Cận Bình sẽ tới đó nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, vào khá nhiều ạ. Các bạn vào đây khá nhiều. Rồi Hoa Kỳ không bắn F-35 cho Đài Loan cũng vì lo ngại Trung Quốc tìm cách chôm như vụ trực thăng này, cũng may cho Đài Loan ngăn chặn kịp thời. No, Đài Loan chưa hề yêu cầu bắn F-35. Đài Loan chỉ yêu cầu bắn F-16 thôi. Cho tới giờ phút này thì tất cả Đài Loan đang có gần 200 chiếc F-16
đang được nâng cấp từ S16S qua F16V. Thì trên nguyên tắc Đài Loan chưa hề đề nghị mua F35. Chứ đâu phải là Hoa Kỳ không bán. Đã, Nam Hàn có, Nhật Bản có rồi. Thì Đài Loan mua thì Hoa Kỳ bán thôi. Vấn đề là Đài Loan chưa có sẵn sàng để mà có được F35. Còn phía Nhật Bản, phía Nam Hàn đều có F35 hết. Ok? Là bởi vì những quốc gia này họ có lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng. Họ có maintenance đầy đủ. Nhật Bản có gần 60.000 binh của Hoa Kỳ. Nam Hàn có gần 30, tức là 28.500. Thì họ quản trị luôn cái vấn đề maintenance F35. Thì ok, nhưng mà Đài Loan không có. Đài Loan chưa có lực lượng của quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Do đó họ mua F16 thôi nha. Nhưng bù lại thì hãng Lockheed Martin, tức là hãng sản xuất F16 đó, họ đã đồng ý là sẽ mở công xưởng maintenance ở tại Đài Loan. Tức là từ nay về sau, những cái F16 mà cần được sửa chữa, bảo trì, nâng cấp vân vân đó thì sẽ được đưa tới Đài Loan, từ Malaysia, Indonesia cho tới Nhật Bản, Nam Hàn. Nếu như mà họ có trở ngại về F16 thì sẽ được maintenance ở Đài Loan. Thì bây giờ Đài Loan là hãng Lockheed Martin đã bắt đầu chính thức đặt công xưởng tại đây rồi. Nhiều quốc gia Á Châu nào mà có F16 sẽ được đưa tới Đài Loan nha. Rồi tiếp tục. Ok, họ có thể dùng chiến thuật cho chắc lửa Đài Loan bùng lên. Chính họ tập hạ nhiệt củng Hoa Kỳ vào cái gì, củng Hoa Kỳ vào gì, bản thỏa hiệp không anh Phong là sao không hiểu luôn. Ok, người dân Việt Nam không đón tiếp tàu cộng mình đâu, chỉ có một bầy khỉ ra đón mà thôi. Thì nó vẫn dùng cái tấm hình của bầy khỉ này đưa cờ Trung Quốc dương lên, rồi cho mấy đứa học sinh ra cầm cờ đón Tập Cận Bình, rồi bắn đại bác đón Tập Cận Bình. Đây là cách mà Cộng sản Việt Nam đón Tập Cận Bình đó. Thì ngày mai quý vị sẽ thấy báo chí tung hình là mấy con bé cầm cờ Trung Quốc. Nhưng mà tôi không biết năm nay nó có bị tình trạng giống như là cách đây mấy năm không? 6 năm trước không? 6 năm trước Tập Cận Bình tới Việt Nam thì trong lá cờ Trung Quốc lại có thêm một ngôi sao. Thì nó nói đây là lỗi kỹ thuật. Thì bây giờ chúng ta coi 6 năm sau, khi mà Tập Cận Bình tới Việt Nam, thì cái lá cờ có thêm ngôi sao nào nữa hay không? Chứ 6 năm trước thì nó có thêm ngôi sao rồi đó nha. Như anh phân tích, nếu Trung Quốc chọn lựa giải pháp khởi động của chiến với Đài Loan, em nghĩ chế độ Trung Quốc nguy cơ sụp đổ, tan nát luôn anh Phong ơi. Chỉ mong người Đài Loan ý chí mạnh mẽ, chiến đấu tự vệ. Thì tôi nói quý vị là Trung Quốc họ tính như vậy, họ nghĩ đây là cửa thoát. Nhưng mà với cái nhìn của chúng ta thì nếu mà khởi động chiến tranh, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ nhanh hơn. Còn nếu không khởi động chiến tranh thì họ sẽ tan rã chậm hơn. Họ tan rã theo cái kiểu khác. Còn nếu khởi động chiến tranh thì họ tan rã sớm hơn. Tức là nếu không khởi động chiến tranh thì cuối cùng ở Trung Quốc sẽ đi tới tình trạng gọi là bị phân hóa. Trung ương và địa phương sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Chính quyền địa phương nó sẽ không còn nghe lời Trung ương nữa. Tại vì nó phải lo kinh tế cho cái tỉnh của nó, cho nên nó sẽ bất chấp lệnh của Trung ương. Thì sẽ xảy ra cục diện này. Nếu như không khởi động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ đi tới tan rã, là chính Đảng Cộng sản tự tan rã ở trong nội bộ của họ. Còn nếu có chiến tranh thì dân nó lật đổ Cộng sản. Cái nhìn của chúng ta từ bên ngoài vào Trung Quốc là như vậy. Thì chúng ta thấy là nếu cuộc chiến xảy ra sớm thì dân Trung Quốc nó sẽ lật Cộng sản. Nhưng mà với cái nhìn của những kẻ cầm đầu của Đảng Cộng sản, nó nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ là một cái cuộc gọi là thống nhất lòng dân. Thống nhất lòng dân, ổn định lòng dân. Cái suy nghĩ của giới chức Cộng sản là như vậy. Do đó nó nghĩ rằng cuộc chiến này là cái giải pháp nha. Rồi tiếp tục. Ok, hèn chi thấy Nvidia thấy có ăn phở Hà Nội. Thì tôi nói quý vị là gì, phía Hạ viện Hoa Kỳ đã cảnh cáo là Nvidia đừng lợi dụng quốc gia thứ ba để xuất cảng qua Trung Quốc. Tại vì phía Hoa Kỳ sẽ giám sát điều này, và họ đã cho mời bà Gina Raimondo, tức là bà Bộ trưởng Thương mại, để yêu cầu bà này đặt lại cái quy tắc.
tất cả những cái chip điện tử mà xuất cảng ra bên ngoài là phải có quy tắc. Tức là những quốc gia nào mà mua chip điện tử của Hoa Kỳ, mua làm cái gì, mua như thế nào ra sao, thì NVIDIA phải có nhiệm vụ báo cáo lại cho Bộ Thương mại biết để có được cái giấy phép xuất cảng. Thì bây giờ phía Hạ viện Hoa Kỳ, Ủy ban đối phó với Cộng sản Trung Quốc, họ đã vạch ra, họ nói rằng Trung Quốc đang lợi dụng một số quốc gia ở Đông Nam Á để nhập cảng các cái chip điện tử. Để nhập cảng các cái chip điện tử. Xuất cảng thì họ không đủ khả năng đâu. Nhưng mà nhập cảng chip điện tử thì có. Thì bây giờ đây là cái cảnh báo của Hạ viện Hoa Kỳ đó. Thì NVIDIA bây giờ tới Việt Nam trong lúc Tập Cận Bình tới, thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Có sự phối hợp. NVIDIA họ muốn bán cái số lượng lớn chip điện tử cho Trung Quốc. Nhưng bây giờ họ bị giới hạn bởi phía chính phủ Hoa Kỳ. Do đó quý vị, có nhiều cái chi tiết mà tôi nói với quý vị là đứng ở bên Mỹ nhìn thì mới thấy rõ. Còn đứng ở trong Việt Nam nhìn ra thì bị một cái đám tuyên truyền nó bịp bộm tùm lum hết. Cái chuyện mà ngồi ăn phở ở quán lề đường đó quý vị. Quý vị nhìn lại đi. Ở Mỹ này là chuyện bình thường lắm. Tài tử minh tinh mà họ tiến tới một cái quán nào đó, ở một cái chỗ nào đó, họ ngồi ăn uống rất là bình thường. Họ mong muốn được như vậy. Ngược lại ở Việt Nam đó, thì đám quan chức cho đến đám minh tinh tài tử đó, thì khoe khoang đi tới đâu cũng cận vệ, hộ vệ tùm lum hết. Quý vị sẽ thấy được cái văn hóa nó khác nhau chỗ nào. Những ông chủ quyền lực nhất mặc áo $2. Trong khi đó đó, một cái con ca sĩ mới nhú đầu lên chút xíu là bắt đầu khoe bóp hiệu của Hermes mấy chục ngàn đô la một cái. Thì quý vị đã thấy được rồi đó. Cho nên đó, những cái trò tuyên truyền đó nó không có bịp bộm được người dân bây giờ đâu. Ok. Và thứ hai nữa là NVIDIA chuyến này cũng giống như là đi ghé qua Việt Nam chơi một cái đi về thôi. Không dám hó hé đâu. Bởi vì phía Hạ viện đã đưa lời cảnh cáo rồi. Ủy ban đặc trách về đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông chủ tịch ủy ban là ông Mike Lanher đó, ông đã cảnh cáo trước rồi. Ông đã cảnh cáo trước rồi và ông đã gửi thư cho bà Gina Raimondo là Bộ trưởng Thương mại. Ông cảnh báo trước là Trung Quốc có thể lợi dụng những quốc gia Đông Nam Á để nhập cảng chip điện tử của Hoa Kỳ. Thì cái này đó nó là tôi nói là NVIDIA chỉ đi dạo chơi thôi chứ chả làm được cái gì hết nha. Rồi tiếp tục. Ok. Em nghĩ họ đánh và có thể ngày mùng 5 Tết, lúc đó ai cũng ăn Tết nên sẽ bất ngờ. Tôi không biết, nhưng mà với cái tình hình bây giờ thì chúng ta không đoán được điều gì cả. Tại vì trên nguyên tắc thì chúng ta thấy hai vấn đề. Một vấn đề ở Đài Loan, một vấn đề ở Trung Quốc. Vấn đề ở Đài Loan là đảng Dân Chủ cấp tiến đang cầm quyền. Có thể thắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Và nội bộ Trung Quốc thì đang căng. Ở Trung Quốc thì nội bộ đang căng. Do đó, tất cả những diễn biến đang xảy ra, chúng ta đang chờ xem coi là có thể đi tới một cuộc xung đột hay không. Nhất là nếu như Lai Ching-te thắng cử, thì phe diều hâu của Bắc Kinh sẽ không chấp nhận. Họ sẽ thúc đẩy một cuộc chiến. Họ sẽ thúc đẩy cuộc chiến và cuộc chiến này sẽ làm cho rất nhiều người sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Nhưng mà thật sự quý vị, tôi thì tôi không thấy ngỡ ngàng đâu. Tại vì tôi biết trước sau vì gì Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ có cuộc đối đầu quân sự. Nó không phải là một cuộc chiến tranh lạnh. Mặc dù bây giờ Trung Quốc tung ra nhiều thuyết âm mưu nói rằng đây là chiến tranh lạnh. Nhưng mà giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không có chiến tranh lạnh. Mà là một cuộc đối đầu quân sự thật sự. Nó không giống như ngày xưa cái khối cộng sản và khối tự do. Tại vì cái sự bành trướng của Trung Quốc và cái sự duy trì cái chủ nghĩa cai trị của Cộng sản Trung Quốc không cho phép họ tự kiềm chế. Không cho phép họ tự kiềm chế. Đó quý vị thấy họ bắt đầu gây hấn ở trên Biển Đông và trên Senkaku đó. Là quý vị thấy rồi. Nó không giống như ngày xưa Nga tự kiềm chế được. Khối Cộng sản do Nga đứng đầu tự kiềm chế được. Nhưng mà Trung Quốc bây giờ mà tự kiềm chế là họ tự cắt cổ họ luôn. Nếu họ tự kiềm chế là họ tự cắt cổ họ luôn. Cho nên họ ở tế không tự kiềm chế được. Chính điều này mà tôi mới dám khẳng định với quý vị là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trước sau gì sẽ xung đột về mặt quân sự đó nha. Rồi tiếp tục.
Trung Quốc đánh Đài Loan, em chỉ hy vọng Hoa Kỳ, Nhật Bản sát cánh với Đài Loan, không bỏ ra Đài Loan thì có đánh 10 năm Trung Quốc cũng không thắng nổi. Thật sự quý vị, cuộc chiến này tôi chưa biết mức độ của nó, nhưng mà chắc chắn Nhật Bản sẽ can dự. Chắc chắn Nhật Bản sẽ can dự, bởi vì an ninh quốc phòng của Đài Loan, chúng ta nhìn trên bản đồ, nó là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Nhật đã đưa ba cái dàn Patriot tới gần Đài Loan. Trên quy tắc thì Nhật nói rằng, ô, để đối phó với Bắc Hàn, nhưng mà Bắc Hàn nằm tuốt ở hướng Bắc, mà họ đưa dàn cái dàn phòng thủ ở những cái đảo nằm gần Đài Loan, là rõ ràng Nhật đang tìm cách hỗ trợ cho Đài Loan. Mà họ lách né cái bản hiến pháp của họ. Họ lách né cái bản hiến pháp của họ để mà họ hỗ trợ cho Đài Loan. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái chiến lược. Thì nếu mà Nhật can dự vào cuộc chiến này thì coi như là Hoa Kỳ cũng can dự thôi. Đâu thiếu được. Đâu thiếu được đâu quý vị. Tại vì Hoa Kỳ trên quy tắc là họ phải cam kết là bảo vệ an ninh quốc phòng cho nước Nhật. Họ có 20, họ có gần 60.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại nước Nhật mà. Ngay tại Okinawa luôn, gần Đài Loan luôn. Do đó, tôi nghĩ là Nhật sẽ ra mặt rất mạnh. Do đó, cái lấn cấn của Trung Quốc là chỗ này. Liệu tấn công Đài Loan, Nhật có can dự hay không? Và tại vì họ biết Nhật can dự là Mỹ can dự. Do đó, họ lấn cấn, họ chưa tấn công là như vậy. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye!